Quên! Quên! Lẹ! Mày ngồi yên, mày ngồi yên, mày ngồi yên. Tao đụng tao. Ú, tròn dữ. Tròn như người hôm luôn á. Hai thì thầy gọi em chào tất cả mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello. Xe xin quái đại. Mình là 7 thùng đây. À thì rồi chào cả mọi người. Thì hôm nay thì tiếp tục mấy cậu cháu thằng Gòm đi ra mương cái ao của ông Phước để chài cá bắt cá. Hồi nãy có đem ra lưới nữa mọi người, giăng ở dưới rồi. Hy vọng là hôm nay bắt được cá để về làm gỏi cá để cả mọi người ăn nha. Tự dưng hôm nay thèm gỏi cá mọi người. Có không? Có cá sặc. Trời ơi, cá lục kiến kìa. Chơi nó, chơi nó. Cái con cá bóng kìa. Cá bóng luôn, cá bóng luôn. Bắt không, bắt không? Bắt thế. Bóng ngon rồi. Cá bóng ngon rồi. Ê, được, cái được hai cá lục kiến kìa. Cái này đem về hấp xả bên đây. Cái này hấp xả ngon á, chấm ớt ngon. Trời ơi, không biết có cá mà thầy bảy đem có bao hết thân mọi ơi. Cá rồi. Tao đựng pin vừa đó. À. Chùm thử phải, chùm thử vừa. Đi quá mọi người. Đó vừa đi luôn. Cá sạch để mang về chiên. Cá này chiên. Mà thả đi. Thôi bắt đi. Thôi bắt đi. Cá sạch thả cho nó lớn. Thả hả? Thôi. Thả nó chừng nào nó bự bằng cá lâu kiến rồi bắt. Thả vô bao nè. Nè. Cá bóng nè, tròn cá bóng này mà đem đi kho tiêu thì ăn tét cái hán luôn á. Sư phụ nãy có đem hột quẹt không? Có cái bật lửa này mà nó hết bật rồi. Nó hết lửa rồi, hết ga. Còn gì ăn sống luôn. Đấy, hai con đấy. Cá bóng dừa. Sao cái bóng dừa? Đậu xanh mày cá bóng đây mà kêu có bóng dừa. Lý do sao kêu cá bóng dừa? Thì quát. Con cũng biết nữa. Chài đầu tiên mà được vậy là nói chung thì cũng có hy vọng nữa cả nhà. Chài đầu tiên mà được vậy thì chài thứ hai ngon rồi, không có con nào luôn rồi. Thầy đúng là thầy mà. Thầy sao thầy giống như cái thầy ông nội trời. Đi ra tò thiên án. Tôi đang độc thân. Còn đang muốn lấy vợ. Tôi bây giờ không muốn lấy vợ, nhiều quá sợ. Tôi bây giờ là muốn độc thân. Tôi không muốn lấy vợ, tôi quá sợ. Quá sợ hả? Thầy Bảy có tin vô đàn bà không? Tin đàn bà để tao phóng xuống ao chết mẹ cho rồi. Mày tin vô đàn bà không? Không. Mày cao. Ê, tên mày, nó đang có bồ. Tại vì cuộc tình của nó đang còn đang im ấm, thầy hiểu không? Cũng có ngày mà chết mẹ rồi à. Cũng có ngày thôi. Thầy là không tin vô đàn bà đúng không? Thầy Bảy mất niềm tin vô đàn bà rồi anh em. Cái gì mới làm mày? Cô mới làm mãi. À. Tối nằm mơ mới thấy nằm mơ anh Phước chạy dính cái chấm 11kg à. Mới mơ tối luôn. Ra rồi. Sao mày ra lẻ vậy? Trời ơi. Cà phê. Sảy con hả? Con nào mà sảy con đó bự á. Con sảy nó chạy quận nước đục xịn luôn. Mày bắt ở dưới kìa Phước Bin. Mày bắt cà phê đi, còn ở trên để Phước cái vũ xong rồi lụm luôn à. Đó. Em dở cho cái chị lên rồi bắt rồi à. Phan ngay chỗ con cá luôn á. Ngay con cá luôn.
Ừ. Mày chưa không có kinh nghiệm mày. Không có kinh nghiệm. Đấy. À nó vô cái lỗ đó hả? Phức tạp bằng bằng phức tạp đàn bà không? Quá phức tạp. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọt ngào chẳng sao. Làm con chim ta nhỏ máu. Ôi đàn bà. Ôi đàn bà là những niềm đau. Đúng đúng, ta đặt mày phước cậu đúng luôn, khác gì chó hay sủa. Mày xứng đáng 11 điểm. Mày mai mốt mày quen làng bà là mày đừng bao giờ mày quá tốt nha. Thành quá em quen gái chứ không phải quen đàn bà. Quen gái vậy mày đừng bao giờ quá tốt. Vậy là mày, nếu nói với thầy Bảy vậy thì mày phải sống tiểu nhân, bị ổi vô liên sĩ, xúc sinh. Không. Mình thấy là lúc nào mình càng tốt mình tốt, lúc nào mình càng xấu mình xấu. Cuộc tình nó đang im ấm cho nên là nó không thể nào nó bị kích động được. Nhưng mà tiểu nhân nó lại bền lâu hơn quân tử nha. Mà quân tử mày sẽ bị nhàm chán, mà tiểu nhân nó có nhiều cái hay nha. Mày lương lẹo, mày toàn là người ta thấy những cái tốt đẹp của mày thôi, thấy ù mày nói dốc nói láo mà mày quá đẹp quá tốt đi đó thì mới bền lâu nha. Còn mà mày thiệt thà quá là thấy nhàm chán lắm con ơi. Nên là mày phải lương lẹo, mày phải xạo vô cho tao. Ví dụ mày quen con nào nhà mày không có tiền á, mày đi dọc đường mày chỉ ở đất ở đây nhà anh nè, từ đây tới kia là dài lắm nhiều nè. Mà mày hai ba con bồ mày cũng nói từ xưa giờ mày chưa có đâu, chưa giờ chưa biết mùi yêu là cái gì chứ, thì nó khoái, hiểu không? Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu nhưng mà con sẽ không áp dụng được đâu. Nghe lời tao là áp dụng cho tao nghĩ rồi luôn á. Nói triết lý đạo lý quá mà cá, cặn ghét luôn. Đạo lý quá vớ vẩn. Đạo lý giết mà giờ ai cũng bỏ chân đó. Ai cũng chạy mặt. Cho mặt đạn luôn. Khùng à, đóng vui đóng khùng đóng hài rồi. Có người hiểu thì coi nói ừ hay ông này hài, còn có một số người thằng này có bị té giếng không, thằng này có khùng không. Sống sao cho vừa lòng người, thà như con chó chết rồi quăng đi. Hơi tam giác nha, chưa tròn. Được một con, được con cá cá mẹ. Ui, con cá phi, cá phi. Hai con. Ôi, xém chui ra luôn. Xém chui ra luôn. Bắt em đi. Em nắm ngay chỗ con cá luôn á. Nó nằm ở trong cái đùm đó đó. Rồi kéo cái chì lên. Lòn vô trong. Đưa cái đầu vô, mình mới thấy nó nằm chỗ nào mình lấy được. Đưa đầu vô. Bên đây con mày dinh nữa nè. Bé quá, xương quá. Dinh thả đây, nhỏ thôi. Úi xa. Mày to à. Bự. Còn một con đó đi. Phi. Gì thầy bảy? Dùng quăng cái dùng chài nữa là về mua cái nồi lẩu nhậu được à. Ý là nói quăng mấy con cá. Cá nhiều ghê. Có giật không? Giật không? Giật không? Giật tưới đó. Được con cá lồng kiến. Con lồng kiến.
rồi cái bế số cái cá lèo kiến à, đang ung dung dưới nước tự nhiên nãy quăng xuống chài đi chơi bóng hả? Có bóng không? Không câu này còn cá cá lèo kiến nhiều thôi, cá kia bị người ta ăn hết rồi. Chắc chạy quá cá chim không thấy một con nào luôn. Còn cá kiến bụng kìa ăn dữ chứ. Cá chim là lú con nào mất con nấy không còn con nào. Đây đây có cái chim ba trước nó có thả cái chim con là cá nhiều quá trời vậy. Cá sạc con nào không thấy rồi kìa, trành bành luôn. Cá sạc này thả cho nó lớn 3-4 kg ăn ngon. Mày gọi con cá tao thấy rối dưới ta. Qua đi, tiếp tục đi. Rồi, quăng đi. Con dựng chạy chạy nó về mua nồi lẩu nhậu con thầy. Có hơn mấy con cá sạc nhiều. Dĩ cha. Thiệt. Đó. Đó, thấy chưa? Cá sạc ba ơi. Rồi cái lưới này có mục lắm hay gì đó. Đúng lưa hết. Chắc sảy bố rồi. Đó, thấy chưa? Nguyên bụi lùm, thấy chưa? Trời ơi, cái bụi lùm cái lỗ cái này mà hỏi sao dính. Lỗ đâu có sai đâu. To lắm, cây to lắm. Cho chất vô cây đó đi ra. Bãi cây này nè. Có cây này là cá biết nhiều nói. Hư hình này mọi người. Được có con cá cá lèo kiến à. Cũng nhiều rồi đấy nè. Nhì, có mấy con thôi, đủ ăn đâu. Để là cá chấm. Tôi bắt được con cá chấm mới ngon. Bắt cảnh đó, cái đó là nghệ nghệ thực bắt cảnh nha anh em. Cái này mà có con cá chấm mà nó phi vô ngay cái mặt mình. Nghệ thực bắt cảnh, chuyên lưới rồi. Mày đưa cái điện thoại qua cho tao coi. Tại sao đưa ra được? Kéo lên luôn. Đây kìa kìa kìa, đây có lỗ này, có lỗ nè. Lỗ này, lỗ này. Ôi, 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 ta này. Lẹ. Mày có yên. Để mày ngồi dưới luôn, ngồi dưới luôn. Này, tao bay. Điện thoại đâu? Tao đụng cái lưới nó chùm. Đụng con cá to lắm. Lấy cái lưới nó chùm lên. Đừng, lấy cái lưới chùm lên đó. Mày ngồi đi Bin. Ê, sao chú ra vậy? Thôi, lấy cái lưới nó chùm lên. Bin. Không cần chùm, bắt được nó rồi. Yeah. Tao xin. Con kia. Con cá gì? Ơi sao qua đây? Bên nào? Ôi không phải bố ơi, nó dính cái lưới nãy mình văng. Hồi nãy là mấy anh em thường gờ trước khi xuống đây là đã có văng tay lưới cũng nói với mọi người rồi. Cái khúc này là mấy anh em bắt cảnh nha mọi người, bắt cảnh văng lưới. Cũng bắt quả lưới luôn. Cho tám bảy người, cho tám bảy người. Hên quá. Cầm cái bao qua đây Bin. Từ Bin, em. Ê, còn dính cá phi kìa. To. Để tao lấy cái bao qua. Từ. Để tao chạy qua. Đuôi dính hết, chó tám mấy người mọi người à. Tưởng bữa nay hụt ăn rồi.
cái chừng xảy ra mấy cha. Trời ơi xanh, đang bắt cảnh, bắt cảnh quăng lưới mọi người, bắt cảnh quăng lưới. Đâu có những cái gì đâu, đâu có những cái gì đâu này nè. Hả? Thì sao nó còn nằm im nữa ta, nó mệt á. Mệt, tại vì mình không, nãy giờ mình không có động nè. Wow. Ôi. Hồi nãy là hên anh em mình dí đằng kia lại Phước, nó dồn vào đây á. Con này là gọi, gọi cái gì ta? Ca ca mè. Đâu gọi được không? Được. Mày nhà này đúng bài nằm bài nằm gọi. Đâu đâu đâu, làm cho thầy đại diện coi, làm đại diện coi. Dạ lên em, dạ lên em. Được rồi, dạ. Yeah. Có đầu vô, đó, ghê không? Được rồi, ok. Rồi rồi, sao phải cái tay lưới còn không? Bỏ vô đó, bỏ vô đó. Cho ta phải ngồi. Lúc nãy mà nó quặn lên á, làm tao tao cứ nghĩ nó nằm ở trong cái chài của anh em mình. Không, ở trong nước. Tôi tưởng trong cái chài chứ. Ờ, tưởng trong cái chài. Ui, thầy bảy xà hụt, thầy bảy bay xuống như đồ. Trong pin nữa. Còn không? Thì nhiều khi chó tắt phải gùi thêm con nữa thì sao? Bắt cảnh quá ghê. Bắt cảnh ghê. Ồ, công nhận Win xuống bắt cảnh hên thật. Kém tí con thị quái nó ăn thịt mày luôn à. À, tao thèm nhảy xuống ghê mà tao đã cầm điện thoại tao nhảy không được. Nhảy xuống lên. Thế rồi, thế rồi. Thầy bảy nhanh thật. Này. Ui. Ủa chó tám bảy người nữa rồi. Ui dồi ôi. Cái tay thằng Phước bỏ vô mà nó còn rộng mọi người à. Bin bin gỡ cái cây ra bin. Mấy con này nó dính mà nó không quậy Phước à. Ừ. Mấy con này hiền à. Hồi nãy lúc mình đi ngang đây là thấy quậy rồi đó. Mà tao tưởng luôn là nó quậy khơi khơi thôi. À cái khúc mà nãy thầy bảy nó con chỗ này nhiều cá đúng không? Ừ, là lúc đó nó quậy rồi đó. Ai biết không, mình cứ nghĩ là cá nó dồn về. Cái khúc hồi nãy là con cũng quên mất là mình giăng tay lưới ở đây. Quên mất đi. Gỡ ra đi. Trời ơi, cá nó sướng là nó lâu xíu đi. Cái khúc nãy tao thầy bảy đi ngang đây á, đi qua đây mà trận bên kia cho mày á rồi. Là thấy nó quẩn, mà cứ nghĩ là cá nó dồn đây nó quẩn chứ không có nhớ là tay lưới mà đặt đây. À. Mà dính lâu nữa mệt rồi. Mà ai mà nghĩ đây cái tay lưới bị cái lỗ chút xíu mà dính con cá to này. Ừ. May nha, cho tao phải rồi đúng thiệt. Buồn ngủ gật chiếu anh. To chơi, to nha, mình giơ lên xem nào. To chơi. Nó nuốt cả tay ra luôn rồi. Ghê không? Ghê không? Con này có trời cũng 4 kg à. 9 kg. Trời đấy. Cái đầu mình cho vô canh chua đi. Canh chua mẹ thì thôi rồi. Đúng thiệt nó không dính được cái gì luôn á Phước. Ờ đâu dính cái gì đâu. Nó đuối quá nó mệt á. À cũng may nha, nếu mà mấy cá chấm này chắc xảy rồi. Ừ. Chấm mạnh lắm. Tròn nó mạnh á. Mạnh lắm. Cá bự vậy. Thầy bảy cầm thêm một con thầy bảy, làm thầy gì thầy bảy, cầm một con cái nữa. Số kiếp an bài con Bin, ơi. Em giải lên Bin. Hai thầy trò mày dơ lên hai con cá coi. Úi dồi ôi. Cá mồm á. Ây dạ. Trời ơi, mạnh thế. Mạnh như cá bự ha. Cầm à, cầm như con cá vậy nè, là mới thấy thành cá. Đấy, đấy. Đấy, đúng rồi đấy. Giống như thầy bảy á. Thằng Bin mày làm gì thế. 1, 2, 3 chớp. Dạ yeah, ok. Tỏa đủ ăn rồi. Đông kia khỏi ta tới đi. À, dừng tư dừng tư. Dạ không cho ông chích luôn. Ờ chích thì mình đem đi mình bán. Đây mọi người, đây là thành quả của mấy anh em mấy cậu cháu nè. Hai con cá mù, hai cá siêu to luôn nha mọi người. Hai cá này bị mù mắt. Hai cá bị mù. Này gọi là chó tám bảy gùi mọi người. Chài thấy mù nội luôn mà không dính con nào hết. Cái lưới mà lưới mục qua văng để bỏ chơi để dính mấy cá phi ăn thôi mà. Ai ngờ dính hai cá to. May mắn thật. Ba chài được cái này. Chài được như đó đó. Định là chài bắt cá to mà ai ngờ là lưới lấy lưới mục mà dính cá to. Trời không như là mơ mà.
thầy Bảy hái rau này để hồi về mình ăn gỏi cá cả nhà. Hả? Lá mơ là người ta ăn thịt chó. Lá mơ ăn gỏi cá nha mọi người. Mà thầy Bảy là biến lật lá lắm, chơi là nguyên nùi luôn, hái tuyệt chủng luôn. Nhà có hai cái me bờ đã kìa. Hai me ăn. Ở nhà có phụ nữ đừng muốn dặn đi dặn đi hết cái me nghe trời. Sao? Cái sự tích đồng bà về cái me là không được ghê ghê. Ghê lắm à. Nhà Phước có hai cái me to mọi người. Me này mình nấu canh chua thì đúng bài luôn. Me này bữa nào thả xuống chưa làm thớt ra xin tắm Phước. Giàu. Cây me người ta quyền cây hạ xuống xin tấm thớt. Mà ăn dao không hả? Ăn dao. Bây giờ thì Phước sẽ làm cá này. Xong rồi mình đem cái đầu thì mình đem mình nấu mẻ Phước. Cái đầu thì nấu mẻ, còn cái mình thì mình làm gỏi cá để cả mọi người nha. Giờ thì Thiên Cơm xin phép mời cả nhà mình cùng dùng chung bữa tiệc nha. Đây là nấu món gì Phước quên này. Đầu cá mè nấu mẻ. Đầu cá mè nấu mẻ. Còn đây là gỏi cá. Đây là cá lau kiến hấp xả. Hấp xả hương nhu. Cái lá này là lá hương nhu nha mọi người. Tôi thấy nhu khoái đó. Nhu nhu đó. Đó. Lá quê hương. Nhu là khoái rồi. Còn đây là mẻ. Đây. Thôi mời cả nhà mình. Phước review đi. Đây, trước tiên là mình phải chiếm cái lá sung thật là to. Đó, thêm cái lá này nè. Ui dồi ôi. Lá nốt. Lá nốt bà ơi. Lá nốt. Đó, thêm lá thúi địt. Lá mơ. Lá mơ nha, lá mơ. Đinh năng. Đó. Phải có cái ngò ôm này, miếng ngò này. Thêm miếng ngò ôm nữa. Rau thơm nữa. Rau thơm, ngò rí. Ngò rí nè, đó. Bên kia rau thơm mà Phước, bên hồng. Đây, rau thơm. Rồi dắp nữa. Đây. Rồi dắp xuống Sài Gòn. Húng chó. Vậy đó nha mọi người, đó. Đây. Gỏ đây, có bắp, trong gỏ là mình có xái bắp chuối này, cá này, thính này, tỏi này, bồ ngọt này. Nó nhỏ nhỏ là dăng miếng. Ớt. Thêm miếng muối ớt vô nữa nha mọi người, đó. Rồi đây. Mẹ ăn mặn dữ à. Tính ngang ngửa rồi. Đây, như vậy nha mọi người, quấn lại. Ui giời ơi, nó to à. Ông Hùng thấy giòi bạc đạn kìa. Cái này là cái gì giới thiệu luôn. Đây là mẹ nha mọi người. Trong mẹ này là giấm á thì là trong đây là có thịt heo, hành phi. Nói chung là nước chấm thần thánh đó cả nhà. Nước chấm thần thánh đó. Ngon hay không là từ nó. Nóng hơi nóng nha. Ăn vừa thôi, tao lấy tao ăn xì xuống dưới đi rồi. Cho củ xả nó coi, tay bị cầm củ xả. Đây, xả là phải nguyên cây nha. Đây, xả nè. Ví dụ củ xả này nè. Ba chay cho bà chị. Rồi, bà chị mời cả nhà mình nha, nhưng mà phải từ từ đã chứ vội vã là đi cái hàm trên đó mọi người. Nóng lắm. Nước cái nước sốt nó nóng lắm thầy vậy. Trời ơi, nó ngon. Không thể kìm hãm. Nóng quá. Anh Hùng thèm lắm rồi. Chưa gặp ai ăn cuốn mà khỏi chịu hãm. Làm như là ăn cháo nóng nữa. Nhỏ cái này thôi. Ờ, bị ngon nên gọi buổi tối ngon. Dùng nó cái rồi. Thầy Tài chịu hết nổi rồi. Thầy Tài thấy ngon quá. Mà là nha. Chạy nước miếng. Ừ, quá. Nhắc
Hồi trước tao nó nuôi con trâu nó đẻ cũng vậy nè. Cái mồm nó to thật nha. Rồi gì không dám ăn cái gì à? Từ, nó phải tầm nửa tiếng sau nó mới nói chuyện được. Đồ quá. Chưa nói được, chuẩn chưa nói được anh em à, chưa nói được. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Kêu xe cấp cứu vô. Ngon. Ngon. Thấy thèm quá. Làm một cây xả chấm ướt nó mới đã. Cho một cây xả qua đây coi chú Tài. Ừ đúng rồi, vậy chứ. Đi vô cuốn anh em. Đi vô cuốn đi. Em giờ em nắm anh Vinh đi vô đây. Đang tàn quá học bảo quá mà. Hành à, hành tím ăn sống. Rồi, gỏi cá nha. Mới ăn lần đầu tiên luôn nè. Cái gỏi con cước, con cước là mỗi người no rồi. Anh khỏi mời nữa. Quá ngon rồi. Cái này là phải gói liền tay nha. Hết miếng này là phải tới miếng kia rồi. Mình phải kiếm cá to to gói nó mới ngon. À bây giờ Phước ra đừng gói cái đó nữa. Phước review miếng cái cá nào. Cá mẻ đi. Đó. Đây em ơi mọi người, bắp chuối. Cái hàng này là ở trên Sài Gòn thì chắc không có đâu. Sao có mới có thôi chứ, bắp chuối tươi. Đó. Cái chỗ này con cá của con cá là ngon nhất nè mọi người. Đó là cái buồng trứng. À bên nào ta? Bên kia rồi. Đó. Ôi giời ơi, kêu nó review làm gì, nó táp mẹ cái miếng ngon nhất rồi. Trời ơi đó, mọi người thấy không? Quá. Trời ơi. Bới lần nữa coi. Hôm nay lại say nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hơi mặn á. Không mặn lót luôn à. Mặn đây. Nay vậy no bố rồi còn ăn cái gì nữa. Không no được đâu. Sao 15 cuốn mới no. Mời mọi người miếng đầu cá mè. Ui ôi béo. Nhìn này. Con. Ui dồi ôi. Làm tao thèm chứ. Nè. Úi dồi ôi, nó béo quá. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Không, úi dồi ôi. Thấy mày review cái tao thấy muốn review. Vô thầy. Mời mọi người nha. Thấy mình Phước đang thèm quá. Nóng á. Quá ngon rồi. Thầy à, phải chơi miếng xả sống chấm ớt nó ngon lắm thầy vậy. Có lý. Có lý không? Rau nè cả nhà. Đây, rau, đầy đủ rồi rau ha. Lá lốt, rau thơm. Rồi có cái này là cái gì ta? Đinh lăng. Đinh lăng. Lá sung cả nhà, sung là ăn mình ăn như dê ăn nha mọi người. Chơi là nguyên canh nha. Ăn vậy mới ngon. Quá ngon mọi người. Sướng không? Đó. Một cá lầu kiến nữa. Cái này nè. Nữa hả? Cái này rồi. Thôi tới bước review cá lầu kiến nữa. Cái này đang dưới ta. Trời ơi, ăn là to nha. Để ngắt. Hơi mặn á, hơi mặn á. Bẻ lên á. Đấy. Để mình review cái trứng cá. Trứng cá rồi. Ăn trứng bổ trứng thề. Trứng ăn gì bổ nấy. Cái trứng cá đi. Này là cỡ 3.000 con cá con. Trứng rồi. Phát nữa. Rồi cả nhà mình cái trứng cá nha. Còn gì để nói nữa đâu. Mày review lẹ đi để tao ăn nó Phước ơi. Thôi, thèm quá thèm ơi. Chết mất thôi. Hai mọi người. Mùi ớt nhỉ. Mùi ớt rồi. Tấm vừa vừa tấm nó mặt. Một nốt một luôn. Nồng kìa chạy nước miếng. Thường cơm chịu hết nói mọi người à.
Thôi, thường gồm nói chung là thường gồm review tất cả mọi người tới đây thôi ha. Chứ giờ là quay thì chịu hết nổi. Chịu hết nổi. Để một hồi là nó làm một vòng nó là hết sạch luôn á. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Giờ bye chào mọi người. Bye. Bye.